Xin chào mọi người nha. Thì hôm nay R1 của mình nó về, cho nên là mình lại làm video mình chia sẻ với anh em. Thì đợt này thì mình về chỉ có mấy vị thôi. Đợt này thì mình chỉ về Bạc Hà nè, sô-cô-la Bạc Hà nè, sô-cô-la đậu phộng với lại cà phê. Thì nay mình về có 4 vị nha mọi người, 4 vị. Với lại chia sẻ thêm với anh em thì nói chung là cái này mình chia sẻ chứ mình không có phải là mình thông báo ở lên giá nha anh em, tại vì ở bên công ty á, thì lúc mà mình đặt hàng á, thì ở bên công ty thì có thông báo với mình đó là cái đợt này anh em biết sao không? cái hàng này là nó tăng cái giá vận chuyển lên, tăng cái giá vận chuyển. Thì mình nghĩ là chắc cũng do cái lý do là xăng nó tăng anh em, xăng mới tăng đây gần 20.000 lít rồi, xăng nó mới tăng đây cho nên cái giá vận chuyển nó bị tăng lên. Thì nó tăng lên như thế nào thì anh em chia sẻ anh em luôn là một thùng này nó tăng 10.000 giá vận chuyển nè, 10.000 đó, bốn thùng là 40.000, tăng thêm 40.000 giá vận chuyển cho bốn hộp này mình xin lỗi. Thì mấy cái thùng này là mình nãy mình có giao cho một bạn nữ ở đâu mình quên rồi, với là một anh gần mình đây, thì mình có giao 2 hộp rồi. Thì bữa giờ có bạn nào đặt hàng với mình đó thì mình sẽ lục lại tin nhắn và mình sẽ nhắn tin và báo với mọi người là hàng mình về. Thì bạn nào mà bữa giờ mà chờ hàng bên mình đó thì anh em mà có xem được cái video này thì anh em liên hệ với mình nha, tại vì nhiều khi tin nhắn mình không có nhớ hết đó mọi người, với lại nó bị trôi ở bên Facebook với bên Zalo thì nó bị trôi, nhiều khi mình cũng không thể nhớ hết, cho nên là anh em nào mà cần hàng thì liên hệ mình, số Zalo mình vẫn để phía bên trên góc màn hình, với lại cái đường link Facebook mình để phía bên dưới cái phần mô tả video nha mọi người. Đó thì vẫn đều là hàng của bên Bodybuilding và chính hãng là đầy đủ nha anh em, đầy đủ tem là anh em có thể check thoải mái. Bên hàng ISO HD thì nay vẫn chưa có nha anh em, trên công ty nó vẫn chưa có ISO HD cho nên là mình chỉ nhập được R1 thôi đó, thì anh em thông cảm nha. Bữa giờ cũng có rất là nhiều bạn hỏi về cái ISO HD nhưng mà hàng chưa có thì phải chịu thôi, mình cũng đang rất là nôn nóng mấy cái tuy là nay dịch đó nhưng mà cũng có rất là nhiều anh em. Thứ nhất là có những anh em tập chui với lại những anh em mà tập ở nhà hoặc là chơi mấy cái môn trích vật cao thì những bạn đó cũng xài rất là nhiều whey protein và những cái loại thực phẩm bổ sung năng lượng này kia. Thông báo với anh em luôn là cái hàng Duck David của mình đó thì đợt kế tiếp nó về thì sẽ rơi vào khoảng mình nghĩ là chắc không phải một tuần nữa, tại trên công ty nó thông báo mình vậy thì mình cũng nhớ vậy thôi. Thì đợt sau nó về thì nó sẽ không về cái dạng bịch như thế này nữa. Cái dạng bịch này nó tệ quá, rất là nhiều anh em đâu đã chê nó thẳng là chê luôn anh em, tại vì anh em biết sao, ngay cái góc này chỗ này nè nó bị xì bột ra vào mình đó. Mình đã nhắn lên trên công ty đổi về cho mình 2 lần rồi. Cái lần thứ hai mình bực mình quá thì mình cũng không có cần nó phải đổi nữa, mình tự mình uống luôn. Thì nói chung là cái hàng của mình uống thì nó bị lỗi chút xíu thì mình không có thành vấn đề, nhưng mà cái hàng mình gửi cho khách á thì mình bắt buộc là nó phải chuẩn hết, nó phải ok hết, bao bì tem mãn tem mát là nó phải khách anh em đồng ý anh em chịu thì mình mới hài lòng được, tại vì cũng có nhiều anh em phản hồi với mình thì mình cũng rất là ngại, cho nên là mình cũng có báo về công ty. Thì công ty lần sau mình sẽ nhập cái loại mà hộp anh em, hộp 30 servin á, cái hộp 30 servin thì nó cũng tự như cái hộp test như nè đó. Về cái dạng hộp này thì mình rất là thích cái dạng hộp như thế này, rất là dễ đóng gói, và anh em cũng rất là thích cái dạng hộp như vậy, dễ bán, dễ đóng gói, sử dụng cũng dễ nữa, vậy thôi. Thì nay mình chỉ làm một cái video ngắn, mình thông báo chủ yếu là thông báo anh em là R1 về chỉ có mấy vị vậy. Rồi khi nào có gì hay thì mình làm video mình chia sẻ với anh em tiếp nha, và xin cảm ơn mọi người đã xem cái video của mình. Xin chào tạm biệt mọi người nha, bye bye anh em.